Chào mừng các bạn đến với phòng khám của bác sĩ Mạnh Linh. Hôm nay bác sĩ sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng phòng khám của bác sĩ nhé. Đầu tiên mình sẽ nhìn thấy một cái cổng tôi ghi là Dr. Mạnh Linh này. Và khi mà đi thẳng vào cái cổng ở địa chỉ 5355 Hoàng Việt đó, vào trong mình sẽ thấy một cái biển màu vàng nữa. Đây là khu vực mà sau khi các bạn tới, bác sĩ sẽ cho các bạn ngồi đây, mình sẽ chụp cắt lớp với cái máy soi da quét lớp ở đây. Và sau khi quét lớp xong đó, mình có hai cái màn hình, một cái màn hình bác sĩ sẽ để tư vấn cho các bạn, hai nữa là mình sẽ zoom lên để mình nhìn cái tổn thương hoặc những sang thương hoặc những bệnh học về da của mình rõ hơn, mụn nám ở cái phân khúc nào ở đây. À quên mất thì đây đó, rất là nhiều cái loại mỹ phẩm, dưỡng mỹ phẩm mà bác sĩ sẽ kê toa trong quá trình mà mình điều trị. Và khi mà làm xong đó, hoặc là trước khi mà các bạn lên đó, thì sẽ được các bạn kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn các bạn lên trên lầu. Và đây là cái không gian mà bác sĩ rất là thích. Đây là cái lọ hoa mà chính bác sĩ tận tay bác sĩ cắm. Thì bác sĩ hy vọng rằng các bạn cũng sẽ cảm nhận được đến với bác sĩ Mạnh Linh là đến với một cái không gian mà rất là bình yên. Bây giờ bác sĩ sẽ dẫn các bạn vào phòng treatment 3, phòng điều trị 3 của bác sĩ Hà. Thông thường đó các bạn thì đây là cái phòng điều trị mà bác sĩ rất là thích. Phòng này thì mình sẽ điều trị mụn và các cái liệu pháp là điện vi hoặc mesotherapy. Thì ở cái căn phòng này rất là yên tĩnh, dành cho những bạn là không thích ồn ào hoặc là mình đi theo group riêng đó, mình không có muốn đụng chạm đến những cái người khác, thì các bạn có thể lựa chọn ở đây hoặc là gợi ý với bác sĩ để mình có thể sắp xếp cho các bạn ở cái căn phòng này. Còn đây là treatment 2 của bác sĩ. Thì khi mà vô cái căn phòng này đó, mình sẽ được thư giãn, sẽ được làm những cái trị liệu chuyên sâu như điện di, chắc là một hoặc làm cái liệu pháp mesotherapy ở đây nha các bạn nhé. Thì xin mình cùng với cho bác sĩ. Đây là phòng laser mà bác sĩ thường xuyên trị liệu và xuất hiện trên những cái video mà bác sĩ chia sẻ với tất cả các bạn đó các bạn. Thì đây là máy laser mà bác sĩ thường xuyên sử dụng, và còn đây là HIFU. Đó, thì ở đây có 3 cái giường, mình có thể luân phiên thay đổi ở đây khi mà các bạn trị liệu laser với bác sĩ mà không có cần phải di chuyển. Còn đây là phòng thủ thuật nha các bạn, khi mà mình điều trị sẹo rỗ đó, mình sẽ cần một cái căn phòng mà sạch và ít nguy cơ nhiễm khuẩn và làm riêng, cho nên bác sĩ sẽ dành cái căn phòng này để mà điều trị những cái thủ thuật đó cho các bạn. Những bạn bị sẹo là những người cần xóa nhăn hoặc là những cái người mà cần phải cải thiện về cái cấu trúc để mà trẻ hóa, thì mình sẽ sử dụng căn phòng này để vào điều trị. Bác sĩ Mạnh Linh cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành trong thời gian qua, và bác sĩ rất là mong muốn mang đến tất cả những điều tốt đẹp nhất tới tất cả quý anh chị, từ chăm sóc khách hàng, từ bạn lễ tân, từ các bạn kỹ thuật viên đều cố gắng nâng cao tay nghề và kể cả không gian nữa, để cho các bạn được một cái không gian thuận tiện và thoải mái nhất trong cái giai đoạn mình trị liệu. Cảm ơn tất cả các bạn.